Bạn thân mến, món chay do Trung tâm Rượu Pháp Âm thực hiện đã gửi đến các bạn khá nhiều món ăn về kim chi. Và tôi không biết rằng các bạn đã thực hiện được bao nhiêu món rồi và có cảm nhận được rằng những món kim chi ấy rất hấp dẫn hay không. Tuy nhiên, hôm nay trong chương trình Món chay, tôi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm thêm một món kim chi nữa từ những nguyên liệu của người Việt Nam. Đấy là món kim chi cà pháo. Để thực hiện được món kim chi cà pháo, các bạn chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau. 500g cà cái sắn, 100g củ cải trắng, 100g củ năng, 100g gừng, boaro băm nhỏ, ớt băm nhỏ. Gia vị đi kèm sẽ gồm có nước mắm, đường, muối, ớt màu Hàn Quốc và ớt bột cay của Việt Nam. Trong lúc giới thiệu nguyên vật liệu, tôi có nói rằng chúng ta chuẩn bị 500g cà cái sắn. Đây là một loại cà có địa danh, đó là địa danh cái sắn của tỉnh Rạch Giá. Và cà này rất là ngon, hiện nay loại cà này đã được nhân giống và trồng được ở Gia Lai. Tuy nhiên nếu đúng là cà cái sắn thì các bạn ăn sẽ thấy nó rất là ngon. Vì sao loại cà cái sắn nó ngon? Thứ nhất, vỏ cà không có dai, tức là cái phần vỏ ở bên ngoài này sau khi muối thì cà sẽ rất là giòn. Thứ hai, hột cà rất là bé và không có vị chát. Cà cái sắn nó có cái đặc trưng là không bao giờ có cà nhỏ. Loại cà cái sắn thường to như thế này. Và các bạn đi mua cố gắng tìm cà pháo nhưng mà là loại cà cái sắn sẽ ngon hơn nhiều. Khi có cà cái sắn thì chúng ta sẽ rửa thật sạch và để ráo. Bây giờ trước khi vào phần làm cà cái sắn thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm những nguyên vật liệu còn lại. Đây là củ cải. Phần củ cải này chúng ta sẽ cắt hạt lựu thật nhuyễn, bóp với muối, sau đó vắt ráo. Đây là củ năng. Củ năng còn được gọi là củ mã thầy. Người Bắc sẽ gọi đây là củ mã thầy, còn người miền Nam sẽ gọi đây là củ năng. Với củ năng này ở bên ngoài vỏ thì có màu nâu đen. Có những loại thì màu đen nhánh, có những loại thì màu nâu đen. Khi mua về thì thường ở bên ngoài sẽ bám một lớp đất, cho nên các bạn sẽ ngâm cho đất nó rã ra hết, rồi chúng ta sẽ gọt vỏ. Với củ năng sau khi gọt vỏ thì các bạn sẽ xóc, cũng cắt hạt lựu và xóc muối, cũng vắt ráo. Tôi có một cái mở ngoặc nhỏ về món củ năng. Đó là củ năng chúng ta có thể làm mứt và chúng ta có thể nấu chè, thậm chí chúng ta có thể ăn sống rất là ngon. Vì đúng mùa thì củ năng sẽ rất ngọt và giòn. Với 100g gừng, các bạn sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Như vậy, củ cải, củ năng, chúng ta cắt hạt lựu, xóc muối và bóp cho hết nước. Với gừng thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu và không bóp gì cả. Bây giờ đến phần cà. Các bạn nhìn thấy quả cà nó gồm có cuống cà này, có tai cà và có thân cà, quả cà phải không ạ? Thì bình thường nếu mà chúng ta muối thì các bạn sẽ cắt thế này. Và các bạn lấy nhẹ cái phần tai cà ra. Đúng không nào? Vì sao? Nếu các bạn cắt như thế này rất là nhanh nhưng các bạn muối nó sẽ dễ bị ủng. Tuy nhiên hôm nay chúng ta làm kim chi thì chúng ta lại chẳng giữ cái gì lại hết và chúng ta sẽ cắt hết cả tai cà lẫn cuống cà. Sau khi đã cắt tai và cuống cà thì chúng ta sẽ bổ thế nào? Tôi lại cũng xin nói thêm, với cà muối, tức là với cà muối của người Việt Nam, thì khi mà chúng ta muối cà thì chúng ta sẽ bổ làm đôi, hoặc là làm sáu, hoặc là làm tư, tùy theo quả cà to hay bé. Và sau khi bổ rồi thì các bạn nhìn thấy rằng, các bạn nhìn thấy hạt cà gần như là không có, rất là non. Và cái vỏ cà này này, cái da cà này này, thì nó rất là mỏng và rất giòn.
Nếu chúng ta muối sổi, tức là muối rất là nhanh cũng ngon, mà chúng ta muối chua cũng rất là ngon. Tuy nhiên để làm kim chi chúng ta lại không có cắt như thế này, mà chúng ta phải cắt như thế này. Đây, các bạn sẽ theo dõi, tôi sẽ cắt từ trên xuống. Và cái lưỡi dao của tôi nó chỉ chạm một nửa quả ca thôi, tức là nó cắt đứt nửa quả ca. Bây giờ chúng ta sẽ cắt làm 6. Như vậy thì các bạn thấy rằng là quả cà nó đứt ra như thế này. Đó, tách ra nhưng mà không đứt. Tương tự chúng ta cắt cho hết phần cà này. Sau khi cà đã được cắt, củ cải, củ năng và gừng cũng đã băm nhuyễn, ớt và baro cũng băm nhuyễn, chúng ta sẽ trộn hỗn hợp baro, ớt, gừng, củ năng, củ cải trắng. Và bây giờ là phần gia vị. Gia vị sẽ gồm có đường. Với 500g cà pháo, chúng ta có thể sử dụng khoảng 4 muỗng đường hoặc là 50g đường, tương đương với khoảng 50g đường. Và 50ml nước mắm. Một chút xíu muối, khoảng một nửa muỗng cà phê muối. 5g ớt bột cay, 5g ớt bột Hàn Quốc. Bây giờ các bạn sẽ xếp cà vào trong một cái thố. Và cho hỗn hợp này lên. Nhìn vào tô kim chi như thế này, các bạn thấy rằng nó có màu đỏ của ớt. Và màu đỏ của ớt này không có màu đỏ thật là tươi. Và trong quá trình chúng ta ủ cà pháo chừng khoảng 2 ngày các bạn ăn được, các bạn cũng sẽ thấy rằng nước nó sẽ tiết ra. Và mình cũng thấy rằng không có màu đỏ tươi. Và các bạn sẽ đặt một cái câu hỏi rằng, vậy màu đỏ tươi của kim chi ở đâu mà ra? Thì đó gọi là ớt màu. Và trong ớt màu đó chắc chắn người ta có sử dụng phẩm màu. Ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn làm hoàn toàn là từ ớt thiên nhiên, từ quả ớt cay của người Việt Nam. Người ta sấy khô làm thành ớt bột. Các bạn nhìn thấy nó không có màu đỏ. Từ cái ớt đỏ thật á, màu đỏ bầm của người Hàn Quốc cũng sấy khô và xay ra làm ớt bột. Cho nên rằng tuy trông thấy kim chi không mấy đẹp mắt, nhưng về an toàn thực phẩm thì các bạn yên tâm. Với kim chi cà pháo thế này, chúng ta có thể ủ khoảng 2 ngày là chúng ta ăn được. Và như vậy thì cái vị cà pháo còn hơi hăng hăng, mà người Việt Nam mình chúng ta gọi là muối sổi, tức là chưa có ngấu. Các bạn muốn cho nó chua nữa, ngon nữa thì các bạn có thể phơi ngoài nắng 4 ngày, sau đó cho vào tủ lạnh
thì phần kim chi này rất là ngon. Khi dùng kim chi này, các bạn có thể dùng chung với lại các món canh của người Việt Nam thay cho cà pháo muối. Không có, tức là cái vị của nó sẽ có một cái vị khác hẳn, đó là vị cay của gừng, thơm của ớt và hơi nồng nồng của củ cải, vị ngọt ngọt dịu dịu của củ năng. Kim chi cà pháo có vị giòn của cà, thơm nồng nàn của ớt và hòa quyện vào đấy là vị cay, cay cay của gừng. Kim chi cà pháo không khó ăn và lại là một món ăn khá thú vị khi các bạn dùng chung với lại cơm chiên. Tôi còn rất nhiều món kim chi nữa và các bạn ơi hãy cứ đợi tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình món chay do Trung tâm Rượu Pháp Âm thực hiện. Và bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.